Chào mừng quý vị đã đến tham dự buổi công diễn cuối cùng vở Josephine. Chúng tôi đã mời đến một nhân vật đặc biệt. Xin đi chứ. Xin chào. Không, không thể nào. Đây là viên đá định mệnh. Xin ngài hãy bảo vệ nó khỏi tên trộm thế kỷ Kaito Kid. Kaito Kid sao? Hắn đã cải trang thành một trong số chúng ta. Có án mạng trên máy bay kìa. Máy bay đang bị hạ độ cao đột ngột. Đề nghị quý khách thắt chặt dây an toàn. Cẩn thận, máy bay đã mất kiểm soát. Bay lên đây. Chúng ta mất họ rồi. Làm ơn. Đón xem Nhà ảo thuật với đôi cánh bạc phát sóng lúc 20 giờ Chủ nhật ngày 12 tháng 1 trên HTV3 Dreams TV.